Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Đã là ngày mùng 3 Tết và những thông tin tích cực về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo niềm tin cho nhân dân về một cả Tết thực sự bình an. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay. Cùng với việc nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các hãng hàng không tăng cường khai thác các chặng bay đến Huế, thì sự kiện ra mắt Vietravel Airlines đặt đại bản doanh tại sân bay Phú Bài chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến Huế. Những chuyển biến tích cực từ cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng trong sự phát triển đi lên của các địa phương miền núi. Một ví dụ tiêu biểu chính là việc mạnh dạn bỏ hủ tục đâm trâu của đồng bào Cơ Tu. Trong vô vàn các loại bánh mứt Tết xứ Huế, ít ai biết rằng vẫn còn có một nghệ nhân đang lưu giữ công thức bí truyền độc đáo của loại bánh tiếng vua. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng làm quen với nhân vật đặc biệt này. Tin chi tiết, Công an thành phố Huế cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến nay, đơn vị đã xử lý gần 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng. Việc đề bàn xử lý lỗi nồng độ cồn đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại cả Tết bình yên cho người dân. Tết đến xuân về, thường là thời điểm gia tăng số lượng người sử dụng bia rượu, dẫn đến nguy cơ gia tăng số vụ tai nạn giao thông. Trước tình hình này, những ngày qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã đẩy mạnh ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với mô tô lên đến 8 triệu đồng, đối với ô tô lên đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Theo số liệu công an thành phố Huế thống kê, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã lập biên bản gần 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng. Công an thành phố Huế cho biết, ngoài kế hoạch xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông trật tự triển khai các chủ đề xử lý số thanh thiếu niên sử dụng xe chế độ chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rủ ga, làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, bên cạnh việc duy trì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến khó lường, cùng với kế hoạch trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là tổ chức các trò chơi dân gian, thu hút cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ trực Tết và phấn khởi chào đón năm mới 2021. Đồng thời, cùng góp phần giáo dục cho chiến sĩ hiểu hơn về đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa dân gian cổ truyền Việt Nam, cùng gìn giữ và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, chỉ huy các đơn vị luôn đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, cả đơn vị còn trích từ quỹ tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, tiết kiệm, đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong các đợt thiên tai. Đặc biệt, sự hy sinh của 13 cán bộ quân đội và chính quyền địa phương trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng Ba đã để lại sự tiếc thương cho đồng bào và chiến sĩ cả nước. Ngay sau khi đưa tiễn các liệt sĩ về với đất mẹ, công tác chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ đã được các cấp, các ngành và quân đội tiến hành khẩn trương. Một mùa xuân mới nữa lại về, dù vắng bóng những người chồng, người cha thân yêu, nhưng những tình cảm quan tâm sẻ chia, những việc làm thiết thực đã phần nào làm vơi đi những đau thương, mất mát của thân nhân gia đình các liệt sĩ. Không khí xuân đang tràn về khắp các miền quê, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở tổ dân phố 3, phường Thuận Lộc, thành phố Huế đang chứa đựng niềm thương nhớ. Đó là vắng bóng người chồng, người bố đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Anh là Thượng tá Trần Minh Hải. Mùa xuân này là một cái Tết đặc biệt đối với gia đình liệt sĩ khi phải trông vắng hình bóng người thân, vắng bóng người chồng, người bố, nhưng được sự sẻ chia, động viên thấm đậm tình đồng chí, đồng đội. Những tình cảm chia sẻ là nguồn động viên giúp gia đình thân nhân các liệt sĩ khỏa lấp phần nào trước sự mất mát, hy sinh. Trong thời gian vừa qua thì cũng được rất là nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành,
các anh em cùng đơn vị thì bản thân sẽ cũng luôn sẽ cố gắng được vượt qua cái mọi hoàn cảnh khó khăn để mà không phụ lòng sự hy sinh mất mát của người chồng trong cái sự cố đau trong ba, thì cũng luôn cố gắng để mà hoàn thành cái tâm nguyện của anh là chăm lo cho hai đứa con và cũng mong cho hai con là có một cái Tết ấm cúng. Trước đây có bố thì ngày nào bố cũng chở đi học đi chơi, đôi khi không có mẹ thì bố ở bên cạnh làm tất cả mọi việc trong nhà, từ nấu cơm đến việc nhà. Bây giờ bố đã không còn thì mọi việc đó đều gắn lên vai mẹ, con sẽ cố gắng để giúp mẹ, để bớt gánh nặng trên vai mẹ. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Trương Thị Mỹ Ni, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, ngụ ở tổ dân phố 7, phường Từ Hà, thị xã Hương Trà. Cũng là lúc các cán bộ ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà cùng chị đang sắp xếp bố trí các chậu hoa cúc, các chậu quất, quét dọn bàn thờ ngôi nhà của mình để đón Tết Nguyên Đán 2021. Hàng năm cứ vào dịp lễ Tết, gia đình chị có chồng lo toan, nhưng năm nay chị được cả cấp cả ngành trung ương địa phương, nhất là anh em trong đơn vị quan tâm thăm hỏi và động viên. Bố rất yêu thương đứa con, là đi làm về là bố thường hỏi con là học bài chưa, làm bài chưa, lo học đi để mà chuẩn bị cô kiểm tra. Và dịp Tết thì bố thường dẫn tụi con đi mua giày, áo quần, rất nhiều thứ để sắm vào dịp Tết. Bây giờ thì bố đã hy sinh thì sau này con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mà giống bố, noi gương theo bố. Hai tháng trước, chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, vợ liệt sĩ Trần Minh Hải, phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và chị Trương Thị Mỹ Ni, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, chủ tịch Ủy ban nhân huyện Phong Điền, được Bộ Quốc phòng tuyển dụng phong quân hàm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Để thuận tiện cho việc chăm sóc cả con, lo việc gia đình, hai chị được đơn vị bố trí công việc gần nhà. Chị Hoàng Thị Hạnh Phúc công tác tại phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chị Trương Thị Mỹ Ni công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà. Ban đầu, hai chị cũng bỡ ngỡ với công việc mới, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của cả cấp nên hai chị cũng quen dần với công việc. Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan và đơn vị tiếp nhận nhanh chóng triển khai một số cái nhiệm vụ để cho chị em tiếp cận nhanh với công việc. Một là bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của chị em. Hai là kịp thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của gia đình cũng như đối với người vợ của liệt sĩ để giải quyết cái thỏa đáng. Vấn đề thứ ba là giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, phòng y tế, phòng tham mưu là tạo cái điều kiện tốt nhất để giúp đỡ chị em, đồng viên, đồng thời là san sẻ hướng dẫn cái nhiệm vụ để chị em bắt nhịp với cái nhiệm vụ của đơn vị. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Thượng tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế là hai trong 13 cán bộ được phong liệt sĩ khi hy sinh tại trạm kiểm lâm 67 trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn 17 công nhân tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đêm 12 tháng 10. Sự hy sinh của các liệt sĩ trên đường đi cứu nạn là tấm gương để mọi người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoàn thành trong năm 2020 và tiếp diễn làn sóng dịch thứ ba ở thời điểm hiện tại, thì những kết quả đạt được trong lĩnh vực hàng không càng trở nên quý giá, bảo hiệu một tương lai đầy hứa hẹn cho du lịch Thừa Thiên Huế. Cùng với việc nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các hãng hàng không tăng cường khai thác các chặng bay đến Huế, thì sự kiện ra mắt Vietravel Airlines đặt đại bản doanh tại sân bay Phú Bài đã chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến Huế trên bản đồ du lịch của Việt Nam và thế giới. Một bữa ăn nhẹ cho hành khách trên chuyến bay thương mại của Vietravel Airlines chặng Huế thành phố Hồ Chí Minh. Bánh nít, bánh sushi, mứt gừng, mứt hạt sen là những đặc sản ẩm thực của Huế được hãng hàng không này giới thiệu và mang đến cho hành khách thưởng thức, trải nghiệm trên bầu trời trong hành trình bay. Một chuyến bay ở từng chặng bay, Vietravel Airlines sẽ giới thiệu những đặc sản ẩm thực ở các địa phương, vùng miền khác nhau.
Một điểm khác biệt nữa là trên mỗi chuyến bay đều có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về văn hóa, lịch sử của các điểm đi, điểm đến, giống như các tour được khách tham quan danh lam thắng cảnh. Những điểm mới này mang lại cho hành khách những trải nghiệm thú vị mới mẻ. Trải nghiệm cái dịch vụ của Vietjet Airlines, thứ nhất là cái dịch vụ của các bạn lễ tân rất chu đáo. Lần đầu tiên em được thưởng thức trên máy bay những cái món ăn là đặc sản của Việt Nam mình. Cùng trên hành trình bay, nhưng với các tổ chức chuyên nghiệp, dịch vụ cộng thêm sẽ gia tăng giá trị tình trải nghiệm cho hành khách. Chuyến bay của Vietjet Airlines cũng là những chuyến bay du lịch, là hành trình văn hóa, tạo sự khác biệt của hãng lữ hành hàng không này. Thì Vietjet bên du lịch sẽ là một nơi tổ chức và khai thác thị trường rất là lớn cho Vietjet Airlines. Sự khác biệt từ cái tên nó sẽ được hiện thực hóa trên các chuyến bay bằng các dịch vụ của nó, tiếp viên hoặc có thể cả giữa những viên du lịch sẽ đó sẽ hướng dẫn tất cả cho các quý khách như một hành trình của một du lịch. Vietjet là thương hiệu lữ hành du lịch lớn. Về việc đặt căn cứ Vietjet Airlines tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cùng những dự án du lịch, dịch vụ đã và đang được đầu tư sẽ có phần đa dạng dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. Về phía địa phương đã có những hỗ trợ tạo điều kiện để Vietjet đẩy nhanh đầu tư. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng đã nâng cấp sân bay, bến đỗ, mở rộng thêm nhà ga T2, đảm bảo cho các hãng hàng không hoạt động. Vietjet Airlines thì sẽ làm sân bay Phú Bài là sân bay căn cứ. Chúng tôi đã đang khởi công xây dựng cái nhà ga T2 cách đây một năm rồi. Thì cố gắng khoảng một năm sau thì chúng tôi sẽ hoàn thành sân bay này, và khi hoàn thành cái cảng cái nhà ga thứ hai T2 ấy, thì chúng tôi đáp ứng được 5 triệu khách, thì như vậy tất cả các hàng đến đây chúng tôi đều đáp ứng cả, kể cả các cái đường bay quốc tế. Chúng tôi sẽ luôn luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng với hãng hàng không Vietjet Airlines để có những cái chính sách thu hút cũng như là tạo điều kiện để Vietjet Airlines mở các tuyến đường bay quốc tế và nội địa, tranh thủ cái khách du lịch từ khắp cả nước cũng như khách quốc tế về với tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả đất miền Trung nói chung trong cái chiến lược phát triển trong thời gian tới. Về việc mở chặng bay kết nối hai trọng điểm du lịch là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng những chặng bay nối các địa phương có thế mạnh về du lịch trong nước cũng như những đường bay quốc tế trong tương lai, Vietjet Airlines sẽ có phần tích cực trong việc thúc đẩy du lịch hàng không của Thừa Thiên Huế. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức đoàn thể, thì những chuyển biến tích cực từ cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc thiểu số đã có phần quan trọng trong sự phát triển đi lên của các địa phương miền núi. Một ví dụ tiêu biểu cho những thay đổi này chính là việc mạnh dạn bỏ hủ tục đâm trâu trong dịp năm mới và các lễ hội của đồng bào Cơ Tu. Thay đổi một thói quen cá nhân đã là khó, thay đổi cả một tập quán ăn sâu vào tâm thức cộng đồng bao đời này lại càng khó khăn hơn bội phần. Vậy làm bằng cách nào và thói quen ấy đã không còn trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào? Hãy tìm hiểu trong phóng sự dưới đây. Đưa chúng tôi đến nhà gươi truyền thống, gia làng Vương Văn Cừa ở thôn Dội, huyện Nam Đông không khỏi xúc động khi giới thiệu về những chiếc đầu trâu đang còn lưu giữ trên cột chính giữa nhà và bảo. Không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ nhà gươi nào của người Cơ Tu cũng còn lưu lại đầu trâu này. Nó là minh chứng cho một tập tục từ ngàn xưa, nhưng từ nhiều năm nay, tập tục này đã được bà con đồng bào dân xóa bỏ. Làm một cái lễ hội trâu nữa là cũng phải một ngày một đêm, mà bà con phải đứng ngồi đó là cũng thấy mất công. Thứ ba nữa về vấn đề cái thấy là khó coi quá, khó nhìn ấy. Mà người ta treo người ta một cuộc mà nhảy múa đâm giống như cái dạ màn giống như nên là chúng tôi không phải Phật giáo mà không phải công giáo mà chúng tôi như người lương mà cũng thấy là khó chịu, nên em vận động bà con thì tôi cố gắng tiến bộ để đừng có làm cái lễ hội nữa. Theo chị A Lăng Thị Bé, việc xóa bỏ dân tập tục đâm trâu trong cả cộng đồng bản làng của người Cơ Tu không làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa của người Cơ Tu. Thay vào đó, trong các hoạt động lễ hội, bà con đồng bào chúng tôi vẫn sinh hoạt ca hát với các làng điệu dân gian cùng điệu múa tân tung gia giả của đồng bào. Việc xóa bỏ lễ hội đâm trâu nó không ảnh hưởng gì đến phong tục tập quán của đồng bào ở đây, nó vẫn giữ nét đẹp văn hóa của người đồng bào. Theo già làng A Pay ở thôn A Săng, xã Thượng Long, thì việc xóa bỏ tập tục đâm trâu là cả một quyết định rất khó khăn, không đơn giản chút nào.
Nếu các già làng, trưởng bản không ủng hộ và thuyết phục người dân tin theo, thì chắc chắn không bao giờ xóa bỏ được việc này. Nhất là khi dựng hẳn một nghi thức từ ngàn xưa đối với một cộng đồng và sẽ không thành công nếu không có những già làng đứng ra thuyết phục. Ngày xưa là lễ năm trâu là gọi là nhất rồi, cũng như tộc tù là ai cũng riêng chúng tôi nhưng tôi ai cũng thích thú. Nhưng bây giờ thì vì điều kiện không có cái đó thì tôi mổ lợn, mổ gà rồi tổ chức văn nghệ rồi vui chơi sôi nổi cũng chúng tôi cũng tổ chức được. Tổ chức vui chơi, tổ chức là cây nhà lạ vườn của địa phương cũng nói chung cũng vui cũng sôi nổi. Với tộc người Cơ Tu, đồng trâu là một tập tục có từ lâu đời, được tổ chức trong các sự kiện quan trọng. Con trâu cũng là con vật may mắn mới được chọn để làm vật tế thần, giúp dân làng thể hiện được tình cảm với thần linh, mong thần linh nhận vật tế để phù hộ cho dân làng một năm mới lại tiếp tục no ấm sung túc. Huyện miền núi Nam Đông hiện có gần 40 bản làng của 6 xã với khoảng 70% dân cư là đồng bào dân tộc người Cơ Tu. Lễ hội đồng trâu của tộc người Cơ Tu thường diễn ra vào các dịp mừng lúa mới, cùng mừng năm mới, cùng giàng, cùng nhà mồ, cưới xin, tạ ơn. Đây là hình ảnh về lễ hội đồng trâu của đồng bào cả dân tộc huyện Nam Đông diễn ra cách đây 15 năm trước. Lễ hội thường được tổ chức 2 ngày 1 đêm. Trâu được dẫn về từ chiều hôm trước và lễ đồng trâu chính sẽ diễn ra vào trưa hôm sau. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các bản làng đều đã xóa bỏ lễ hội đồng trâu đối với các hoạt động như lễ mừng lúa mới, cùng mừng năm mới, cùng giàng, lễ cưới xin. Còn lại một số bản làng vẫn còn lưu giữ tập tục này khi cùng nhà mồ. Việc đâm trâu trong các lễ hội thì trước đây thì bà con thật sự là có tâm tư. Tại vì cái này là một cái văn hóa, một cái phong tục tập quán tốt đẹp chứ không phải phong tục lạc hậu. Để mà không xảy ra nữa cái tình trạng mà đâm trâu theo cái quy định chung thì phải vận động tuyên truyền. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, già làng trưởng bản, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là phải vận động, phải tuyên truyền và lấy các địa phương mà đã làm được để cho các địa phương chưa làm được để người ta học theo. Việc người dân tự nguyện xóa bỏ dân lễ hội đâm trâu, tục lệ vốn đã tồn tại như một nét văn hóa ngàn đời của người Cơ Tu là vấn đề rất khó khăn. Song với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, trước tiên là các già làng, trưởng bản đồng tình ủng hộ và thuyết phục người dân thấy được việc đâm diệt trâu tại lễ hội là một hành động thiếu nhân văn, áp lực cực hình. Thay vì trước đây diệt trâu trong các dịp lễ, thì hiện nay bà con đồng bào người Cơ Tu chỉ diệt heo, gà. Trước hết, trâu là vật nuôi thân thiện với con người, phải giữ trâu lại để làm sức kéo cày, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thứ hai là tiết kiệm chi phí tiền của cho gia đình và cộng đồng, nhưng không làm ảnh hưởng đến nét đẹp truyền thống văn hóa của người Cơ Tu. Có mỗi mùa xuân mới, những gì là tinh hoa trong văn hóa của cha ông luôn được chắc lọc, gìn giữ, lưu truyền từ đời này đến đời khác. Với những người thợ làm bánh Huế, hương sắc của các loại bánh Tết là món quà vô giá mà các thế hệ đi trước trao lại. Trong vô vàn các loại bánh Tết xứ Huế, ít ai biết được rằng vẫn còn có một nghệ nhân đang lưu giữ công thức bí truyền độc đáo của loại bánh tiền vua. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng làm quen với nhân vật đặc biệt này. Là đời thứ 8 trong gia đình còn làm món bánh độc đáo, bánh trần hạt sen. Chị Lê Thị Thanh Hương vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu được ba, được mẹ dạy cho cách làm loại bánh tiền vua này. Chị Hương không nhớ nghề này có từ bao giờ. Chị biết rằng từ đời ông bà, cha mẹ để lại. Bây giờ, chị là người duy nhất nối tiếp truyền thống, lưu giữ nét đẹp một thời của gia đình trong mỗi dịp Tết đến. Mình thấy rất là vui, để cho trong nhà có không khí Tết á, cho con mình đi mua thì chuyện quá đơn giản rồi. Vậy là một phần là để cho mình có luyện tập lại, mình đỡ quên. Cho con cái chi cũng phải thực hành, cho con mà mình biết mà mình thực hành thì cũng là như biết thôi. Bánh trần hạt sen là một trong những loại bánh tiền vua của vùng đất Kim Long xứ Huế. Không chỉ cầu kỳ trong cách chọn nguyên liệu chính như hạt sen Huế, đường phèn, mà cách làm ra loại bánh này cũng thật đặc biệt. Hạt sen sau khi được hấp và tảng nhuyễn sẽ được ủ một loại hương liệu từ cây cỏ thiên nhiên có mùi thơm đặc trưng qua đêm. Sau đó sẽ được cho vào khuôn gỗ, dùng cây gỗ gõ để bánh rơi ra ngoài. Điều đặc biệt của loại bánh này nằm ở chiếc khuôn làm bằng gỗ, có tuổi đời gần 200 năm, từ thời vua Minh Mạng.
được gia đình lưu giữ cho đến tận bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, những tiếng gõ lóc cóc như thế này vẫn thường xuyên vang lên trong gian nhà của chị Hương mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây không chỉ là một món bánh truyền thống được gia đình chị lưu giữ trong hàng trăm năm qua, mà bánh mứt trần hạt sen còn là một trong những loại bánh được làm hoàn toàn bằng thủ công. Và trong không gian của nhà vườn Kim Long xứ Huế, với những món mứt Tết được làm truyền thống như thế này đã tô điểm thêm cho mùa xuân xứ Huế đang về và gửi gắm vào đó những thông điệp vui tươi, hạnh phúc khi một mùa xuân nữa lại về. Chiếc bánh tuy nhỏ nhắn nhưng có vị ngọt nhẹ, rất hợp để thưởng thức cùng với trà. Bởi là món ăn cung tiễn vua nên trên chiếc bánh thường được in các loài họa tiết của mùa xuân như tùng, cúc, trúc, mai, con rùa, chữ hỷ, với ý cầu chúc cho nhà vua được trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Đây cũng là điều mà người Huế luôn hướng tới, mong một cái Tết thật đủ đầy, vui tươi và đầm ấm. Mỗi khâu là khâu nào cũng phải là chú trọng quá hết. Khâu mà mình cũng phải tập trung làm toàn tâm toàn của mình. Ví dụ giống như mình chọn hạt sen mà mình chọn không hạt sen mà không tốt á, không đẹp á, thì ra bánh sườn hẳn sẽ là bánh ăn sực hẳn có đồ tán trong miệng hẳn sẽ ngon, hẳn thanh. Mình in mà mình không điều tay là ra bánh hạng sản sắc. Ủ hương liệu này là mình phải ủ cho kín. Rồi xong khi mình hái hoa là đang còn ngầm hơi sướng. Rồi xong rồi phải ủ kỹ lên mà để cho bánh măng lấu hứa. Là thường nhà chị là để làm thật kín. Xong rồi bắt thả xuống hiển. Hồi xưa mình có tủ lạnh. Tuy chỉ được làm từ hai nguyên liệu chính quen thuộc, nhưng qua bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, chiếc bánh đã khoác lên mình một hương vị đặc trưng mà không loại bánh nào có được. Ngày nay, sự xuất hiện của nhiều loại bánh kẹo hiện đại đang làm lu mờ một số loại bánh truyền thống. Nhưng hình ảnh của những chiếc bánh trần hạt sen vẫn như một nét chấm phá trong vô vàn món ngon ngày Tết. Chương trình thời sự trưa ngày mùng 3 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.